Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Rất là vui, hôm nay em Tuấn lại gặp lại quý vị các bạn trong một ngày đầu tuần, một ngày thứ hai. Và đã khá là lâu rồi thì em Tuấn mới lại sưu tầm được một dòng đài có cái form dáng nhỏ gọn, dạng như một cái vali xách tay. Dòng đài này thì được gọi là dòng đài đĩa các bác nhé, của hãng Sony. Và model của nó là S03. Một cái dòng đài có cái form dáng nhỏ gọn, nhìn cũng khá là lịch sự và có khá là nhiều chức năng, đặc biệt là có cả CD các bạn. Đây, ba chức năng chính của nó là CD, radio và băng dây. Thì radio thì chúng ta còn sẽ có hai bên băng, một là FM, hai là AM, cũng rất là dễ dùng. Và đặc biệt là cái giá thành của nó thì cực kỳ là dễ chịu luôn, rất là rẻ và chúng ta cũng có thể mua về chơi, cũng rất là giá trị. Và đây là cái đài em Tuấn tuyển chọn, nên là kể cả là anten cũng còn zin như quai sách, rồi tất cả các thông số về máy móc rồi tem mác cũng như là hoạt động của nó đang ở cái chế độ hoàn hảo các bác nhé. Chúng ta sẽ có một cái khay đĩa ở phía trên này. Đấy, chúng ta ấn vào góc này là sẽ nó có một cái ngàm giữ ở đây. Đấy, chúng ta ấn vào đây nhá. Đấy, cái mở ra thì chúng ta cũng ấn vào đó. Chúng ta sẽ cho đĩa vào đây. Đây em sẽ cho đĩa vào. Cho đĩa vào khay. Ấn xuống các bác nhé. Đấy. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một cửa băng thì chúng ta bấm vào đây. Ra băng ở đây. Và tổ hợp phím băng nó nằm ở đây. Với bên này là ba cái chế độ và đây là nút nguồn các bác nhé, chúng ta giữ này là sẽ tắt, giữ đây một khoảng độ 5 giây là nó sẽ mở. Bên này sẽ là volume đấy, ở đây các chế độ thì nó sẽ hiển thị ở trên này. Đây chúng ta bấm CD thì nó sẽ chạy CD, bấm radio nó sẽ hiện radio và bấm tape là tape, cái là băng dây. Đấy, bên này chúng ta sẽ có dò sóng này, cộng và trừ. Bên này là cộng trừ của volume, còn bên này là tổ hợp phím của băng cassette thì các bác cũng đã biết rồi. Bên này là tua tới tua lui nick bài của đĩa, play của đĩa đấy chạy. Và đây em sẽ để ở đây và sẽ nâng chiếc đài này lên một xíu để cho các bác có thể là xem cái phần tem mác ở phía dưới, vì dòng đài này thì cái phần tem nó nằm ở dưới đáy nên em Tuấn phải dựng lên để cho các bác xem. Đây tem thông số đây các bác nhé, này. Sony này, model lâu CFD S03. Đấy. Đây là hàng xuất các bác nhé, AC dùng điện 230V. Em để hơi cao đúng không? Đây các bác dễ nhìn này. Ok chưa? Tem nó nằm ở dưới. Nói chung là cây này thì còn còn khá bóng bẩy và khá là đẹp. Và đặc biệt nó đang hoạt động rất là tốt. Và sau đây chúng ta sẽ đến với chức năng băng cassette CD trước đi nhá. Chúng ta chết CD trước đi. Cho em vừa cho đĩa vào rồi thì chúng ta chuyển sang chế độ CD này. Và chúng ta bấm play các bác nhá. Đấy. Thế nó đọc này. Tiếng rất là hay các bác ạ. Nhỏ nhỏ xinh xinh. Và giá thì cực kỳ là dễ mua thôi, chỉ có hơn 1 triệu một xíu thôi. Và xíu nữa em sẽ báo giá cho các bác chi tiết. Cũng rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn nó cũng có nhỏ gọn. To nhỏ đấy các bác nhá. Chúng ta có thể tăng nút bát ở đây, mega bát này. Làng tôi đây à, tăng bao lên năm hiện lên dài mega bát. Chinh chiến từng lũy tre muộn phiền, tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng 16, cưới rồi đành xa nhau. Next bài, bài số 2. Chúng ta đang nghe CD Mạnh Đình các bác nhé. Một giờ giọng ca đạt giải huy chương vàng năm 1993. Top đây các bác nhá. Ok, và chúng ta sẽ sang cái chức năng băng cassette này. Đấy, chúng ta sẽ bấm nút tape là nó sẽ sang băng cassette và chúng ta cho băng vào thôi. Đấy, chúng ta sẽ nghe một đoạn cuốn ca khúc Chế Linh. Em làm giống nhà người thầm thầm, anh thấy thương đời
đau buồn em khóc nhiều. Anh về gom góp kỷ niệm. Thành phố buồn lắm tơ vương. Ok, và chúng ta sẽ tách qua phần radio. Thì chúng ta bấm một lần thì radio nó sẽ là, cho nhỏ lại nhá, nó sẽ là FM các bác ạ. Đây nó đang là FM này. Đấy, bấm lần nữa là nó sẽ sang AM. Đấy, chúng ta sẽ test FM trước nhá. FM này, à đây AM đi. Chúng ta bấm dò sóng này, chúng ta bấm nút cộng và chúng ta giữ khoảng 3 giây. Đấy, máy nó sẽ chạy. Tùm vào thành phố Enganena. Quân đội đã không kích và phá hoại nặng vào các mục tiêu của lực lượng hỗ trợ nhanh. Mặt rất là nét nhá. Liên Hợp Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về xung đột sắc tộc ở Darfur và cho biết không thể tiếp cận cứu trợ cũng như là hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở đây. Sáng nay, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã công bố tiếp tục. Dò tự động thì nó cũng rất là dễ, chúng ta chỉ bấm vào thôi. Và đến tần số nào mà nó có đài thì nó sẽ dừng lại và nó sẽ nói. Để chúng ta thích thì chúng ta lại bấm tiếp. Giải thưởng đội vô địch nhận 20.000 đô la Mỹ. Rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Đội á quân nhận 10.000 đô la Mỹ. FM nhá. Ngoài ra. Đấy FM này. Chúng ta giữ 3 giây. Máy nó sẽ chạy. Đến tần số khoảng 91 thì nó sẽ dừng. 91 là có đài. Đấy. Dịch tay chân miệng căng thẳng, thuốc điều trị khan hiếm. Cảnh báo cướp giật tài sản tại cửa hàng. Em Tuấn đã bật ra rất là nhiều đèn LED này là nó cũng hơi sôi. Về nhà các bác thì nó sẽ rất là nét nhé. Chúng ta sẽ ấn tiếp thì nó sẽ lên khoảng độ 96 đúng không ạ? 96,5 thì lại có sóng của phần FM. Tượng của đấy, 94,5. Chuyên mục VV2 sớm mở sẽ tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị rất là nét, đã quan tâm theo dõi. To nhỏ đấy các bác nhé. To nhỏ cộng trừ này. Hành trình nghề nghiệp. Hành trình nghề nghiệp. Tiếp tục. Chúng ta không nghe 96 thì chúng ta ấn tiếp thì nó lên khoảng độ 99. 99,9 đúng không ạ? Ông giành đấy, 100. 40,8%. Bắt rất là đủ đài các bác nhá. Rất là nét. Bỏ xa số phiếu ủng hộ cho đảng đối lập đứng. Tiếp tục này. Chúng ta ấn một lần nữa thì nó hình như là lên 102,3 phải không các bác? À không phải, 102,6,7. Tiếp tục. Đấy, bắt rất là ok đúng không ạ? Để dò xem còn đài nào nữa không. Full 108 các bác nhá. Cũng rất là dễ sử dụng thôi. Đấy, bây giờ nó quay về 91 rồi. Ok. Chúng ta giữ ở đây là chúng ta tắt nguồn các bác nhá. Nút power này, màu xanh. Và chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá 1.200.000 đồng bao ship toàn quốc cho các bác. Và tặng các bác một cuốn băng, một đĩa CD trị giá mỗi thứ là 100.000, là trị giá 200.000. Nếu bác nào mà mua hàng bên em rồi thì có thể chuyển khoản đủ. Bác nào mà chưa mua lần nào thì có thể cọc trước 500.000 thì em sẽ gửi hàng các bác nhé. Bên em thì có hai hình thức thanh toán như vậy. Và số điện thoại của em Tuấn là 0822111444 nhé. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một tuần mới, một tuần làm việc thật nhiều năng lượng cũng như là thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin mến chào.